Đâu rồi? À, và như Minh Phượng cũng đã thưa với quý vị, cái tháng 12 này là cái tháng trước hết là chúng ta mừng vui Chúa Giáng sinh sắp ra đời. Chúa Giáng sinh ra đời sắp sửa tới với tất cả mọi người ngày 24 tháng. Chúng ta mất đi hai nhân tài. Thưa quý vị, trước đó thì như quý vị cũng biết, 7 năm trước đây, vào Chủ nhật cuối tuần này 20 tháng 12 sẽ là giỗ Việt Dũng 7 năm. Và bây giờ thì tới phiên Chí Tài, và Chí Tài với Việt Dũng là cùng cùng tuổi với nhau, thưa quý vị. Và hai anh em lâu lâu mà gặp nhau thì cũng hay đùa giỡn với nhau. Và người hiền thê của Chí Tài là BB Hoàng Anh, cảm ơn em đã đến để chia sẻ cùng Tăng Quyến, cảm ơn em rất nhiều. Và nếu con không lầm là có linh mục Trương Quyền, cũng thuộc giáo xứ Chánh Tòa Chúa Kitô, và ngày mai cha cũng đồng tế trong thánh lễ an táng. Dạ, chúng con xin mời cha Trương Quyền ạ. Con chúng con xin có lời chia sẻ đôi chút với gia đình. Thưa cha, đây là cha Trương Quyền, cũng là cha phó xứ của giáo xứ Chính Tòa Chúa Kitô. Chúng con cảm ơn cha rất nhiều. Thì khi con ở giáo xứ cũ thì chị Phương Loan với lại các anh chị có hát ca đoàn ở giáo xứ cũ của con. Thì mỗi lần ở bên này thì anh Chí Tài về, ở bên Việt Nam về bên này thì anh Chí Tài xuống đánh đàn với tập hát, hát với các chị trong các thánh lễ. Cho nên con chỉ biết với anh Chí Tài như qua như đó. Với thứ hai nữa con cũng thích xem hài của anh Chí Tài, cho nên là hôm nay đến đây để chia buồn với lại chị Phương Loan, với các anh chị, với tất cả mọi người trong gia đình. Và từ khi con biết anh Chí Tài qua đời thì con đã cầu nguyện cho linh hồn du xe và cho gia đình trong các thánh lễ, và con sẽ tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn du xe và cho gia đình. Một lần nữa xin chia buồn với chị Phương Loan với lại mọi người trong gia đình. Dạ, con xin cảm ơn cha Trương Quyền rất là nhiều. Và bây giờ thì tất cả các quý vị cũng đang tiếp tục để đến. Và bây giờ thì thưa quý vị, tiếng hát và cũng gắn bó từ những ngày ở Việt Nam, đó là ca sĩ Kiều Nga. Xin mời Kiều Nga. Kính thưa quý ông bà, cô bác, các anh chị, các em có mặt tại lễ viếng của anh Chí Tài hôm nay, trước tiên Kiều Nga xin phép một lần nữa chia buồn cùng với chị Phương Loan và gia đình anh Chí Tài, gia đình chị Phương Loan. Thật ra đối với anh Chí Tài thì Kiều Nga có rất là nhiều kỷ niệm, vì Kiều Nga, chị Phương Loan và anh Chí Tài biết nhau từ lúc còn ở Việt Nam, từ những ngày đầu thành lập ban nhạc Lướt Sóng, hát những bài hát rất là dễ thương. Và Kiều Nga cũng cùng với chị Phương Loan hát rất nhiều tác phẩm của anh Chí Tài. Không biết nói gì hơn nữa, tại vì cái tin anh Tài mất quá đột ngột đi. Cách đây mấy tháng trước khi anh Tài trở về Việt Nam thì anh Tài có ở đây, anh Tài có gọi để chia buồn lúc mẹ Kiều Nga mất. Thì anh Tài có nói là lần tới anh về, anh với lại chị Loan với Nga sẽ gặp lại nhau, mà mình kết hợp lại gặp lại ban Lướt Sóng, tụi mình reunion bên này. Không ngờ đến bây giờ thì không biết nói gì hơn là Kiều Nga luôn luôn và lúc nào cũng sẽ cầu nguyện cho anh Tài được yên nghỉ, và chị Loan chị phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đừng có vì sự ra đi của anh Tài mà
chị buông xuôi chị Loan nha. Em rất là kính mến và yêu thương anh chị. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Khi mà nghe em nói bắt đầu, chị Phượng nhớ lại những ngày ở Việt Nam, em cũng là những người đầu tiên cùng với ban lướt sóng. Thành ra tối nay chắc là em cũng nên hát một bài để gửi tặng anh Chí Tài, phải không Kiều Nga? Dạ rồi, Nghĩa Sữa đâu rồi? Xin mời Nghĩa Sữa lên đàn để cho Kiều. À, Nghĩa Sữa. Dạ. Em hát bài gì? Đây, đây, đây. Và trong lúc Kiều Nga chuẩn bị chung với Nghĩa Sữa thì thưa quý vị, xin quý vị cứ tất cả mọi người theo sự hướng dẫn của các anh trong ban tổ chức, trật tự sẽ hướng dẫn quý vị để đến viếng Chí Tài. Và nếu ngày mai quý vị, ngày thứ bảy, xin quý vị đến với Chí Tài để chúng ta cùng nhau để tiễn đưa Chí Tài. Thưa quý vị, ready? Chị Loan ơi, em xin phép chị Loan hát bài này thay chị Loan để gửi đến cho anh Tài. Nha chị Loan nha. Xin kính mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Viens m'embrasser, lại gần bên em. Avant de t'en aller, ce soir viens m'embrasser. On ne va plus se voir, mais on n'est pas fâché. Viens m'embrasser, viens m'embrasser. Dis-toi qu'entre nous deux, ça ne va rien changer. Ta décision est prise et tu vas me quitter. Viens m'embrasser. Toi qui t'en vas, oublie que je suis prise, oublie et souris-moi, fais-moi rêver encore un peu de ce temps-là où tu venais te jeter dans mes bras. Besoin de moi, viens m'embrasser pour la dernière fois. Like they been em, anh hỡi chưa kiss em. Đêm nay lại gần bên em, vẫn biết đôi ta chia tay. Như trong lòng còn mê say, lại gần với em, lại đây bên em. Hãy nói ta luôn yêu nhau, tim ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói anh không ra đi, cho em đừng buồn chia ly. Lại gần với em. Toi qui t'en vas, oublie que je suis prise. Souris-moi, fais-moi vivre encore un peu de ce temps-là où tu venais te jeter dans mes bras. Toi qui t'en vas,
Cảm ơn ca sĩ Kiều Nga. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi nhận thấy dòng người vẫn tiếp tục để vào thăm viếng anh Chí Tài. Cho nên là một lần nữa xin quý vị cũng thật nhanh, khi chúng ta vào viếng thì chúng ta làm dấu xong rồi chúng ta rời ngay để chúng ta kịp giờ, là vì có lẽ là chúng ta chỉ còn ít giây phút nữa thôi thì phải chấm dứt chương trình. Bây giờ là 4:30, 31 phút. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì ca sĩ Hồng Ngọc lại một lần nữa trở lại cùng với phu quân của mình đến viếng thăm Chí Tài. Trước khi cô bay về lại Dallas thì chúng tôi cũng muốn xin được mời Hồng Ngọc lên đây một lần nữa để cùng gửi đến cho anh Chí Tài một nhạc phẩm để chia tay người anh của mình. Xin mời Hồng Ngọc ạ. Và Ngọc muốn san sẻ với mọi người cái cảm giác đó, giống như mình ở bên Mỹ vậy đó, và anh về Việt Nam diễn, và anh đi về Việt Nam anh ở luôn, anh không có đi qua thôi, anh bận, anh không qua Mỹ. Rồi người ở bên Mỹ, nhất là khán giả và mọi người nghĩ là thôi, anh về Việt Nam diễn rồi, anh không có sang Mỹ nữa. Hoặc là người ở Việt Nam thì nghĩ anh ở sang Mỹ rồi, anh không có về Việt Nam thôi, ít về thôi, lâu lâu không gặp ảnh thôi. Nhưng trong lòng chúng ta vẫn là nhớ, và những hình ảnh của anh ấy vẫn mãi ở trong tim của mọi người. Anh Tài ơi, em à, những yêu thương mà mọi người dành cho anh chắc là anh hạnh phúc lắm. Chúa đang đón anh đi về bên cạnh người. Cho phép Ngọc được hát tặng anh lần này thôi ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc được mang tên Cát Bụi. Xin mời. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mái vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi mọi kiếp sông chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi phận người, vết mực nào xóa bỏ không hay. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Cụm rừng nào lá rác sơ cây để vực sâu khơi lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rừng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày.
mặt trời nào soi sáng tim tôi để vực sâu nghe lời mời đã dạy. Ôi cát bụi mệt nhoài, mặt trời soi mọi kiếp dòng chơi. Cụm rừng nào lá xác sơ cây để vực sâu. Ôi cát bụi quần này biết mực nào. Hóa bò không thấy. Em tiễn anh một đoạn đường cuối cùng. Cuộc sống này sẽ không mất đi mà chỉ thay đổi thôi. Anh ấy sẽ về nước trời một cách trọn vẹn và một cách ấm áp trong vòng tay của tất cả chúng ta. Em chia sẻ cùng với chị Phương Loan và gia đình của mình. Em xin phép. Cảm ơn Hồng Ngọc. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng vừa nhận được tin nhắn ca sĩ Bằng Kiều đã gửi về. Dạ vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi lại xin là chúng ta còn rất ít thời gian, cho nên là chúng tôi cũng mong rằng quý vị sẽ làm thật nhanh. Chúng ta tiễn qua đi một vòng trước mặt anh Chí Tài và sau đó thì chúng ta rời ngay đi để dành thời gian. Cái hàng ở phía dưới còn rất đông. Và một lần nữa cũng xin nhắn cùng tất cả các anh chị mới đến là cái quy định là chúng ta không nên bắt tay hoặc là ôm ca sĩ Phương Loan trong lúc này vì cái vấn đề đại dịch. Xin các anh chị cố gắng giữ gìn cho để chúng ta tất cả mọi người đều thật sự an toàn. Chúng tôi xin đọc cái lời nhắn, lời chia sẻ của ca sĩ Bằng Kiều vừa gửi đến cho cô Marito. Bằng Kiều đã viết như sau: anh Chí Tài ơi, em vẫn chưa hết bàng hoàng đâu anh ạ. Vẫn biết cuộc đời là vô thường, anh đã xong nhiệm vụ mang nụ cười và lời ca tiếng nhạc cho nhân gian và đã được Chúa đưa về với người. Nhưng vì anh là người nghệ sĩ, chắc là duy nhất mà tất cả anh chị em nghệ sĩ đều yêu mến và nể phục. Em chưa thấy ai hiền lành, dễ thương, hòa đồng, nhiệt tình, giúp đỡ người khác vô điều kiện như anh. Diễn chung với anh, em mới được anh nâng đỡ để bây giờ nhiều khán giả còn thích Bằng Kiều diễn hài hơn là ca hát nữa. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Bài Em ở đâu mà anh sáng tác giờ mỗi lần ngân nga thôi, em cũng rơi nước mắt vì anh đã cho em hát đầu tiên sáng tác của anh. Anh an nghỉ nơi đất Chúa nhé. Anh vẫn trong tim tất cả mọi người, trong đó có em. Tạm biệt Lương Sơn Bá của Tiểu Đồng, em Bằng Kiều. Lương Sơn Bá là vai mà Chí Tài đã thủ diễn và Bằng Kiều trong đó đóng vai Tiểu Đồng trong cái vở kịch Sao Em Nỡ Vội Lấy Tiền của Trung tâm Thúy Nga đã phát hành. Đây là Bằng Kiều nhắc lại cái kỷ niệm đã từng đóng kịch chung với Chí Tài. Anh Dũng cũng nhận được một tin nhắn của ca sĩ Như Mai. Ca sĩ Như Mai nói rằng Mai nhờ Dũng nhắn lời chia buồn thật sâu sắc của Mai đến với Phương Loan, anh chị Chí Thiện, Minh Phượng, anh chị Quốc và Hoa, Chí Thái và toàn tang quyến. Mấy ngày nay Mai coi lại những clip ca nhạc của Chí Tài, lại nhớ về thời bắt đầu của những ngày ca hát đầu tiên tại nước Mỹ. Càng coi càng buồn, thương cho người bạn hiền Chí Tài, vui tánh, dễ thương, tốt với mọi người. Những ấn tượng thật sâu đậm làm Mai không cầm được nước mắt. Tuy rằng thời gian sau này Chí Tài đã đổi sang lĩnh vực hài, Mai cũng không có nhiều cơ hội để gặp Tài. Riêng Phương Loan, thỉnh thoảng thì Mai vẫn liên lạc. Loan ơi, cố lên, thương Loan lắm. Viết tin nhắn mà nước mắt tuôn trào. Tài ơi, ra đi thanh thản về với Chúa trên nước thiên đàng, vô cùng thương tiếc. Xin trân trọng gửi lời phân ưu của Mai đến toàn thể tang quyến. Chân thành cảm ơn. Đó là lời chia sẻ của ca sĩ Như Mai. Hình như là chị Phượng có một cái bài thơ của một thính giả, một khán giả rất là yêu mến Chí Tài, phải không ạ? Và cô cũng lớn tuổi. Tuy nhiên giây phút này thì chúng tôi xin kính mời quý vị nào đang vừa mới tới, xin chúng ta cố gắng làm cho thật nhanh, bởi vì thời gian chỉ còn có mười mấy phút thôi thì bắt buộc
chúng tôi phải ngừng ở đây để đi vào thánh lễ, nên kính mong quý vị thông cảm cho và xin quý vị đừng ôm Phương Loan. Và theo như luật bây giờ về cái con COVID đó thưa quý vị, nên quý vị thông cảm cho. Và trong tay đây Minh Phượng xin được gửi đến cho Phương Loan thi điếu nghệ sĩ tài danh Chí Tài, trong lúc quý vị đang thăm viếng Chí Tài. Vô cùng thương tiếc nghệ sĩ Chí Tài danh hài đã mất, 62 tuổi đời sau người, vội vàng gãy gánh ra đi. Sân khấu nhạc kịch Việt Nam mất mát lớn còn chi. Gia đình vợ trẻ tài hoa, hy vọng về hưu sẽ cùng chồng tâm đắc, nhưng than ôi, trời cao không cho ý nguyện tròn đạt. Đất kỳ đau buồn, đất Mỹ đau buồn, Phương Loan cùng chồng ở Việt Nam không giáp mặt. Buồn nào hơn dương gian, nhiều cảnh chia ly, gia đình bè bạn, sân khấu phải khắc ghi. Chí Tài mất mà trong lòng người còn mãi mãi. Thủa thiếu thời, Chí Tài thích học guitar, lúc tuổi trẻ chơi nhạc hơn người ta. 1981 qua Mỹ học thêm thi vào trường lớp. Ba anh em nhà Chí lập ban nhạc Chí Tài Brothers. Ca sĩ Phương Loan vì công việc đành phải xa chồng. Chí Tài thương nhớ vợ dùng tài vẽ bé heo, đó là bí danh của vợ, như đã đi theo. Tuy không con nhưng hai người rất tâm đồng. Ban nhạc Chí Tài được Paris by Night mời hợp tác, ưu tiên hàng đầu lập phòng thu riêng từ số 15, hát bè với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng qua nhiều năm. Bất cứ vai trò gì, kể cả chuyện ma của MC Ngọc Ngạn, rất bình dân, vui vẻ tạo cho bầu show thỏa mãn. Cốt sao đóng những vai cho đàn em được nổi lên. Bao tình cảm đó mọi người đều thấy được. Những vai tấu hài BI trong và ngoài nước, cặp danh hài Hoài Linh Chí Tài xuất sắc chẳng ai quên. Lương Sơn Bá chúc anh Đài Chí Tài giả gái. Xe ôm không cần diễn, chỉ đối thoại mà cả rạp cười lăn. Việt Kiều Mỹ về cưới vợ Việt Nam nói lên tâm lý rằng người già ở Mỹ cô đơn nhưng không thích sống lăng nhăng. Gái trẻ Việt Nam ham đi ngoại quốc để khỏi nhọc nhằn. Ôi biết bao huyền thoại xem ta để mãi trong lòng. Vì đó khán giả vẽ hoạt họa về Chí Tài, hình ảnh sống thực xem vừa cười vừa khóc. Hôm nay tiễn bước Chí Tài đi, thổn thức nghẹn ngào tiếc nuối gì. Biết đến bao giờ tìm lại được hiền hòa thân ái mọi người ghi. Cầu nguyện Chí Tài về nước Chúa. Thành thật chia buồn với ca sĩ Phương Loan, chia buồn với gia đình tiếng nói Đài Bôn Sa. Minh Phượng, con cảm ơn cô. Anh em cùng ban nhạc The Brothers Chí Tài và cô ký tên Trang Ngọc Kim Lan trong ban văn bút Việt Nam hải ngoại dùng tay Nam Bắc kính điếu. Đây là tâm tư của một khán giả cao tuổi, và Chí Tài là niềm vui an ủi trong đời sống của cô, cũng là một trong những tâm hồn của những người lớn tuổi ở tại xứ người và ngay cả khắp nơi trên thế giới. Con cảm ơn cô rất nhiều, nghệ sĩ Kim Lan. Vâng, thưa quý vị, chúng ta chỉ còn ít giây phút nữa thôi, nhưng mà cha vừa cho biết rằng chúng ta có thể nán lại đến 5:30 thì cũng được. Cho nên là các anh chị nào, các quý vị nào còn vẫn muốn thăm viếng thì có thể còn đủ thì giờ. Trước khi mà chúng ta...
À, vâng thưa quý vị, mình lên chia sẻ ha. Tham dự thánh lễ, sáu lễ. Các anh chị trong ca đoàn sẽ ở lại đây để cùng với Phương Loan để chúng ta cùng tập và chia sẻ với ca sĩ Phương Loan sau đây. Bây giờ thì chúng tôi xin gửi đến quý vị cái phần chia sẻ này là của một người từ hôm chuẩn bị để đưa linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài trở về Mỹ đó, thì anh đã đứng ra, anh lo lắng rất nhiều, anh đã chạy vậy cùng với Phương Loan, cùng với gia đình, đã chạy đi lo lắng giấy tờ, kết hợp cùng với Việt Hương và Hoài Linh ở Việt Nam. Anh đã phối hợp tất cả mọi cái việc để lo cái hậu sự cho Chí Tài trong ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay anh cũng đã rất vất vả từ sáng tới giờ, anh chưa có dịp để trình bày những cảm tưởng của mình đối với người đàn anh của mình. Chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi phần chia sẻ của nghệ sĩ Hoài Tâm. Xin mời Hoài Tâm lên đây để cùng chia sẻ với tất cả mọi người cái tâm tình của em đến với nghệ sĩ Chí Tài. Em là người đã vất vả trong những ngày qua để lo lắng cho tất cả mọi công việc của anh Chí Tài được hoàn tất. Dạ kính thưa chị Phương Loan, thưa gia đình của chị Phương Loan, gia đình của anh Chí Tài, quý cha, quý sơ, cùng toàn thể quý vị, Hoài Tâm có duyên được diễn lần đầu tiên đứng trên sân khấu chuyên nghiệp là ngày 9 tháng 12 năm 2005. Đó là lần đầu tiên Tâm được diễn với anh Chí Tài. Và anh cũng ra đi ngày 9 tháng 12. Thật sự, Hoài Tâm rất là quý anh. Và thật sự Tâm thường mỗi lần gặp anh, Tâm nói, "You are my idol." Vì anh đã dạy cho Tâm rất nhiều thứ khi Tâm mới chập chững bước lên sân khấu. Anh là người giới thiệu cho Tâm với chú Nguyễn Ngọc Ngàn. Và anh giới thiệu Tâm đến Trung tâm Thúy Nga. Suốt chặng đường làm nghệ thuật của Tâm, thì ngoài Việt Hương ra, thì anh Chí Tài là người luôn sát cánh bên Hoài Tâm rất nhiều. Anh, hai anh em làm việc với nhau hơn 30 cuốn băng video trong Paris by Night. Mỗi lần chương trình thì hai anh em hãy lén lút ra một cái hò riêng, tập kịch chung với nhau. Sợ mình quên tuồng, anh hãy chỉ Tâm là phải làm thêm cái này, làm thêm cái kia, cho mình thêm được duyên dáng, được khán giả yêu thương. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh cũng dạy cho Hoài Tâm một câu này mà Tâm sẽ nhớ mãi suốt chặng đường còn lại của Tâm. Anh nói, nếu mình không nói tốt được cho một người nào thì đừng có nói xấu người ta. Em cảm ơn anh. Và em sẽ nhớ những lời này của anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn chị Phương Loan. Cảm ơn quý vị. Thank you. Cảm ơn Hoài Tâm rất là nhiều. Chắc có lẽ là trong những cái giây phút này không thể kìm được cái xúc động. Quý vị cũng thấy cái sự xúc động của Hoài Tâm như thế nào. Một cái điều mà chúng tôi cũng muốn ghi nhận ở đây từ gia đình là Hoài Tâm đã cùng với Hoài Phương là ông xã của Việt Hương trong những ngày qua đã cùng nhau phối hợp và chạy lo tất cả những cái giấy tờ thủ tục để làm tất cả mọi công việc cần thiết để mà có thể có được buổi lễ trang trọng ngày hôm nay để chúng ta cùng đến đây để chia sẻ với Chí Tài. Cũng cảm ơn. Dạ thưa cha.
Chúng tôi được xin thông báo một lần nữa là đến tất cả anh chị em ca viên của ca đoàn San Nicolas xin ở lại đến một chút lát nữa đây sẽ cùng góp lời cầu nguyện trong thánh lễ buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin mời các anh chị, các ông bà ở trong cộng đoàn của Sadobac, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lên đây để cùng nghe lời cầu nguyện đến để cùng chia tay với nghệ sĩ Chí Tài. Chúng tôi xin phép ạ. Kính chào quý vị và quý vị quan khách. Kính chào quý cộng đoàn. Hôm nay cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc giáo xứ San Nicolas ở Laguna Hills, Laguna Woods mà gia đình Chí Tài, đặc biệt là các chị Phương Loan đã sinh hoạt mỗi tuần với chúng tôi. Chúng tôi xin được đại diện cộng đoàn hôm nay tới đây để tổ chức một giờ đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn du xe Nguyễn Chí Tài. Xin mời tất cả quý vị cùng đứng để chúng ta hát kinh Chúa Thánh Thần. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con, lạy Chúa con. Chúa là đấng cho tốt cho lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, và con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lãnh xa gì tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Chương trình cầu nguyện hôm nay chúng ta sẽ lần chuỗi lòng thương xót của Chúa, sau đó chúng ta đọc chục Mân Côi 12 kinh kính mừng cầu nguyện đặc biệt cho linh hồn Giuse Nguyễn Chí Tài cũng như cho gia quyến, gia đình của thăng gia. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời là cùng bà, hơn mọi người nữ, còn bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời phù cho chúng con là kẻ có tội. Lâm tử à, tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha.
cùng là Chúa chúng con bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Xin với bà Maria đồng chim chiều nan đời quan phong siêu phi la tô chiều đông đinh trên cây thánh giá chết và tan xác xuống ngục tổ tâm ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại ngự bên hiếu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng ngày sau bởi trời lại xuân phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng ta dùng tràng chuỗi mân côi, chúng ta lần chuỗi lòng thương xót. Cái hạt nhỏ chúng ta sẽ đọc vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Thì chúng ta xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Kết thúc lễ đấng chí thánh thì chúng ta cũng xin thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Và chúng ta sẽ chia một nửa, chúng ta sẽ sướng, một nửa chúng ta sẽ đáp. Và sau đó chúng ta nửa bên đằng trái sướng và bên kia sẽ đáp. Cái kinh đầu tiên của chúng ta thì chúng ta đồng cùng đọc chung lễ Cha hằng hữu. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con đất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót Giuse và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con đất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới.
xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Cha hằng nguyện, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con đất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con, Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn Giuse và toàn thế giới. Cha hằng hiền, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha. Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Xin Cha thương xót chúng con, nguyện nguyện toàn thế giới.
Xin Cha thương xót linh hồn du xe và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn du xe và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn du xe và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn du xe và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn du xe và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn du xe và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn du xe và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn du xe và toàn thế giới. Xin Cha thương xót linh hồn du xe và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót linh hồn du xe và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót linh hồn du xe và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót linh hồn du xe và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy nơi Ngài. Sau đây chúng ta đọc chục kinh Ban Khôi 12 kinh kính 10 ký Đức Mẹ là nữ vương trên trời dưới đất, là mẹ của chúng ta, là mẹ của giáo hội. Vì giáo hội gồm có 12 chi tộc Do Thái được kết hợp làm một cùng các 12 tông đồ là giáo hội của Chúa, là mẹ của chúng ta, mẹ của Joseph, Giuse, Nguyễn Chí Tài cũng như tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta hãy sốt sáng dâng lên mẹ 12 kinh kinh mừng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Là...
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được son, được vui, được cậy thân. Lạy mẹ chúng con còn cháu Eva ở chốn cách đầy, kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lâu, than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau cõi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Nhân Thầy, Diệu Thầy, Thánh Maria, trọn đời đồng trinh. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa bấy trời mà xuống thế gian 33 năm. Sự thường khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì lạy chúng con xin Cha đất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn Giuse chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Sau bài hát này thì chúng tôi sẽ tới phần chia sẻ. Trước hết chúng tôi sẽ xin mời ông chủ tịch của cộng đoàn Đức Mẹ Ngõ Giúp. Vậy theo cha quản sự cha xứ thì xin mời chủ tịch lên chia sẻ trước, vì chúng ta không có nhiều thời giờ, và sau đó nếu có ai thì xin lên sẵn sàng ở trên này. Vâng, xin kính mời. Kính chào quý cha, quý sơ, quý bác, quý anh chị trong cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng toàn thể quý bạn hữu. Kính thưa chị Phương Loan,
anh chị Khoa Chi, anh chị Phụng cùng Đại Tăng Quyến. Em xin đại diện cho Cộng đoàn Đêm Khô Dước xin thành thật chia buồn cùng chị, cùng toàn quyến về sự ra đi của anh nghệ sĩ Giuse Nguyễn Chí Tài, là một người chồng, một người con, một người anh, một người em của Đại Tăng Quyến. Trong những sự ra đi nào cũng để lại cho người ở lại một cái sự niềm đau buồn. Nhưng với cái sự thông hiểu và tin tưởng vào quan phòng của Thiên Chúa, đây cũng là một sự hạnh phúc cho anh Chí Tài. Nhất là trước khi anh ra đi, anh đã được là con Chúa. Và chúng em cũng xin cảm ơn chị Phương Loan. Tuy là ở xa tận Anaheim, nhưng mỗi tuần chị đã cố gắng đến cộng đoàn chúng em để dâng lên những tiếng hát, tiếng ca, ca tụng Thiên Chúa. Chúng em rất là cảm ơn sự hy sinh của chị rất là nhiều. Và cộng đoàn chúng em cũng xin đến Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ, mong là sẽ đưa linh hồn Giuse mau sớm lên chốn thiên đàng, cũng như sẽ luôn luôn đồng hành cùng chị và Đại Tăng Quyến trong những khó khăn này. Một lần nữa, cộng đoàn Đêm Mẹ Khô Dước chúng em thành kính phân ơn. À, vâng, thưa quý vị, chúng ta còn ít phút nữa thì trước khi để nhà quan có thể đóng nắp quan tài, chúng tôi xin phép được mời tất cả tăng quyến lên đứng đây hai bên để chúng ta cùng lần cuối cùng nhìn lại người thân của mình trước khi đóng nắp quan tài. Là vì theo sự thông báo của Linh Mục Trần Cao Thượng, chánh xứ của nhà thờ Thánh Linh, thì đây sẽ là lần đóng nắp quan tài chính thức. Là vì ngày mai sẽ không mở nữa, chúng ta không kịp thì giờ. Ngày mai sẽ là thánh lễ đưa chân và sau đó sẽ chuyển thi hài của anh về với Tuyết Family. Sau đó vào lúc 1 giờ sẽ là nghi lễ hỏa táng. Chúng tôi kính mời quý vị, tất cả quý vị nào còn ở dưới muốn viếng thăm anh Chí Tài một lần cuối đó, thì cũng xin quý vị đứng vào hàng. Chúng ta đi thật nhanh một lần cuối cùng để chia tay với nghệ sĩ Chí Tài trước khi nhà quan sẽ đóng nắp hòm và kể như là chúng ta sẽ kể như là chúng ta vĩnh biệt với Chí Tài. Trong lúc mà quý vị chuẩn bị để thăm viếng lần cuối cùng nghệ sĩ Chí Tài thì chúng tôi cũng muốn xin đọc lại cái chương trình thánh lễ an táng vào ngày mai. Ngày mai là ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2020. Vào lúc 10 giờ sáng tại Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh Holy Spirit Catholic Church, thánh lễ sẽ được diễn ra vào lúc 10 giờ sáng và sẽ được livestream cũng giống như ngày hôm nay. Sau đó thì linh cữu sẽ được chuyển về Peak Family Funeral Home. Nghi thức hỏa táng sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ trưa cùng ngày tại nghĩa trang Peak Family, địa chỉ là 7801 Bonsa Avenue, thành phố Westminster. Đó là tất cả những cái chi tiết liên quan đến ngày mai. Chúng tôi cũng vừa nhận thấy rằng trong cái số quan khách cuối cùng đến để thăm viếng có ca nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn và ca sĩ Nhật Hạ, luật sư Nguyễn Quốc Lân là ủy viên giáo dục của thành phố Garden Grove cũng đã có mặt trong đoàn thăm viếng cuối cùng. Và vâng, thưa quý vị, chúng ta thật nhanh để vĩnh biệt Chí Tài, để cho tất cả mọi người có cơ hội để cùng viếng anh lần cuối trước khi nhà quan sẽ đóng nắp quan tài. Vâng, thưa quý vị, để rút ngắn thì giờ cho tất cả mọi người dịp thăm viếng, xin quý vị rất nhanh chúng ta đi lướt ngang thôi và không đứng lại để cho tất cả mọi người có cơ hội cuối cùng để cùng thăm viếng nghệ sĩ Chí Tài. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hey.
Gia đình của Chí Tài, gia đình của Phương Loan, sau khi người cuối cùng thăm viếng xong, chúng ta sẽ lên đây để chụp hình. Vâng, thưa quý vị, vào lúc 6 giờ một lát nữa đây đó thì sẽ có một thánh lễ để cầu hồn cho du xe Nguyễn Chí Tài. Quý vị nào muốn và có thể có thời giờ thì xin thu xếp ở lại để cùng tham dự thánh lễ trong lúc 6 giờ. Và thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi cũng xin trân trọng gửi lời cảm tạ đến tất cả ban tổ chức trong ngày hôm nay, thay mặt cho anh Chí Thiện và ca sĩ Phương Loan. Gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi sự đóng góp và giúp đỡ quý báu, đặc biệt là Trung tâm Thúy Nga, Việt Face TV đã hỗ trợ về mặt kỹ thuật để cho chương trình livestream ngày hôm nay được hoàn hảo. Cảm ơn tất cả anh chị em của Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh, tất cả ca đoàn và các anh chị em, đã các bạn trẻ đã cùng giúp đỡ ban tổ chức giữ gìn trật tự trong ngày hôm nay. Và trên hết là cảm ơn tất cả các anh chị em nghệ sĩ, tất cả những người yêu mến anh Chí Tài ở khắp nơi trên toàn thế giới, những người đang trực tiếp theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Lời chân thành cảm tạ của gia đình qua các sự ưu ái mà quý vị đã dành cho cá nhân của nghệ sĩ Chí Tài trong suốt thời gian vừa qua. Và chúng tôi cũng tiếp tục mong nhận được sự yêu mến của quý vị trong những ngày sắp tới. Đó sẽ là một cái sự ủng hộ tinh thần rất lớn cho ca sĩ Phương Loan trong những ngày sắp tới đây. Một lần nữa xin cảm ơn Linh Mục Chánh Xứ Nhà thờ Thánh Linh đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ cho tất cả gia đình cũng như là mọi việc diễn ra một cách êm xuôi trong ngày hôm nay.
trệt.
gia đình của anh Chí Tài và chị Phương Loan cũng như là quý khán thính giả ở khắp mọi nơi đang theo dõi tang lễ của anh Chí Tài ngày hôm nay. Bây giờ thì Hoài Tâm xin phép là được dừng lại cái buổi quay trực tiếp tang lễ phát tang cũng như là cầu nguyện cho anh Chí Tài ngày hôm nay. Ngày mai thì 10 giờ sáng là tang lễ chính của anh Chí Tài, 10 giờ sáng ngày 19 tháng 12 năm 2020, giờ Việt Nam là 1 giờ chiều ngày 20 tháng 12 năm 2020. Và sau đó thì chúng tôi sẽ di quan anh Chí Tài về Peak Funeral Home để chúng ta chuẩn bị lễ hỏa táng anh ở đó. 1 giờ chiều là 4 giờ chiều ngày 20 tháng 12 năm 2020. Cảm ơn tất cả quý khán thính giả ở khắp mọi nơi đang theo dõi cái chương trình tang lễ của anh Chí Tài ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và một lần nữa thay mặt cho gia đình chị Phương Loan cũng như là anh Chí Tài, anh Chí Thiện, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp quý vị ngày mai vào ngày 19 tháng 12 năm 2020 là giờ Mỹ, California, và giờ Việt Nam là ngày 1 giờ chiều và 4 giờ chiều. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.